Hôm nay Hiếu giới thiệu cho anh em một cái loại cây công trình dành cho các cái biệt thự, resort, các cái resort, khách sạn thuộc dạng cỡ lớn 5 sao, các cái công viên mà tầm dạng quốc gia đấy, loại dạng mà dạng VIP ấy, thì họ thường sử dụng đến cái cây cổ thụ này. Cái cây trước mặt anh em là cái cây vú sữa có tuổi đời phải trên 100 năm, có hoành đo lên 1 mét là 210, gốc là 250, cây đã được dâm ủ 4 tháng, tược mọc ôm sùm rồi ha. Ở cây đã dâm ủ 4 tháng và tược mọc rất là tốt rồi, đây tược mọc rất là chuẩn chỉnh rồi, mọc là ngọn luôn này, rất là mạnh ha. Rồi anh em nào mà cần thì inbox cho Hiếu để Hiếu cho cái giá nha, để Hiếu đi xa quay cho cái cây, giá cây rất là đẹp. Đó. Đẹp, rất là đẹp nha. Cây mọc tược rất là mạnh và khỏe. Giá inbox cho Hiếu rồi để Hiếu cho cái giá mềm ha. Đó là một cây. Đó. Cây tiếp theo có tuổi đời trên 255 rồi. Hoành gốc nha, hoành gốc đo là 425. Cây này nó tại vì mình che rồi nên nó không có rõ, nhưng mà đã quay nhiều clip trước, anh em theo dõi được cái clip này thì coi cái clip trước là sẽ thấy được cái dáng của cây này. 425 đo lên 1 mét thì khoảng 320, gốc thì 425. Đây vô đây nó to đung mà. Cái dáng của nó thì đây mình coi sơ sơ cái dáng nó như vậy này. Đấy, cây to lắm, to và cao. Cây đã mọc tượng ung sâm rồi ha. Cây này phù hợp cho các cái nhà biệt thự thích cây cổ thụ, phải cây này phải trên 200 năm, trồng trên 200 năm rồi nha. Tại vì cái người bán cho mình đó là nói là cái thời ông nội của người đó, mà cái người đó bán cho mình là cũng phải gần 80 tuổi, mà thời của ông nội của nói kể là cái cây đó đã vẫn còn, là có nghĩa là trước cái thời Pháp thuộc rất là lâu cây này. Nhưng mà cây nó đặc biệt là nó có 3 màu trái, trái xanh có một nửa, thì trái xanh một nửa, trái tím một nửa, trái xanh tím, nó có rất là lạ đó. Nhìn ra mặt sau nó vừa già. Cây này thì nó bị mình cẩu ngay cái khúc này là nó bị dập rồi, nó bị chết một góc của cái cây này rồi ha. Nhưng mà không sao đâu, chết một góc rồi thì mai mốt nó mới khỏe, nó mới đẹp, nó mới tạo cái thế đẹp. Đây cây nó là mặt sau của nó đây, và rất nhiều cái clip mình đã quay về cái cây này rồi. Anh em quan tâm đến cây này cứ coi cái clip mà mình đã tháo ra đó, che ra, anh em có thể coi để hình dung cho cái dáng của cái cây này. Anh em nào mua thì cứ thiện chí cái inbox cho mình, sẽ đưa cho cái giá phải chăng để anh em làm nha. Rồi giới thiệu đến anh em một cái cây tiếp theo cực kỳ khỏe mạnh mà ở vườn mình có. Cây này thì có cái hoành gốc là 300, đo lên mét, hoành gốc của cây này là 300, đo lên mét khoảng 296. Cây nó có 3 thân này, mọc lên trên ngọn hết rồi. Tược mọc ngọn sùm mà. Đúng không? Rất là khỏe. Tược mọc rất là khỏe. Có 3 thân lên trên thì đỉnh thì là 5 ngọn. Lên đỉnh là 5 ngọn. Đây. Đỉnh nó là 5 ngọn này. Đỉnh nó trên là 5 ngọn, cây mọc rất là khỏe mạnh nha. Đấy, gần guốc cây này thì là đặc biệt nó sẽ là trái tím nha nha. Cây này nó cho trái tím. Trái tím thôi nha. Cây ngoài kia thì cho cây mà đo lên 1m210 á. Ngoài kia kìa. Cái ngọn nó đang mọc, cái đỉnh nó cũng đang mọc tược rồi. Thì cái cây này là đo lên mét là 210, nhưng mà nó là cây trái xanh. Rồi cây giữa là xanh tím và xanh trái xanh, trái tím và trái xanh tím. Cây bên này thì là trái tím. 3 cây, anh em nằm chơi luôn nguyên công trình 3 cây, giá cực kỳ mềm cho anh em luôn.
Rồi chào anh em nha.